Định nghĩa của thành công. Đây là hạt dừng hoa quế, tôi làm cho hai người nè. Hai người ăn thử coi, coi nó có ngon không? Dương viên ngoại và Dương công tử đến rồi. Dương công tử, đây là kẹo hạt dừng hoa quế cho tôi làm đó. Tú gì đang thu thế ghê à? Cái này cho chị Tứ Dân làm, ăn ngon lắm đó. Bọn nghèo kiết xác như các ngươi chắc là chưa ăn qua đồ ngon rồi chứ gì. Bây giờ tôi phải đi rồi. Cha nói là việc sửa cầu cần phải nhờ hai người giúp đó. Không cần đâu, cha ta sẽ tìm người để sửa nó rồi. Cầu là nơi ngày nào người ta cũng đi ngang, cho nên sửa cầu là việc của mọi người mà. Những người khác mà biết cái gì chứ. Dương công tử thường nói Dương Nhiên Ngoại là người thành công nhất ở đây, còn muốn chúng con phải học theo ông ấy mọi việc. Bởi chúng con đừng theo chú Lý nữa. Thưa sư phụ, Dương Nhiên Ngoại có thật sự là người thành công không? Sự thành công bề ngoài chưa chắc gì là thành công thật sự, chớp mắt sẽ mất đi thôi. Nhưng nếu trong lòng có từ bi, có trí tuệ, thì người đường đường chính chánh được người ta cung kính, đó mới chính là thành công thật sự đó các con à. Không xong rồi sư phụ à, không xong rồi sư phụ à, Dương công tử mất tích rồi, mọi người đang đi tìm. Các người có thấy cậu ấy ở đâu không vậy? Trưa hôm nay cậu ấy có đến đây nhưng mà đã về rồi. Biết làm sao bây giờ, trời đã tối rồi mà không thấy bóng dáng. Dương Nhiên Ngoại sốt ruột dữ lắm. Tư Hòa, Quan Hỷ, chúng ta cùng nhau đi tìm thử xem sao. Dạ. Ôi ơi, đâu rồi? Tôi thấy ghê quá vậy. Vậy giờ sao vậy? Tôi nhớ là hôm qua đâu có cái lỗ này đâu. Người có chắc không vậy? Hình như là vậy đó. Cậu trai ơi, cậu còn ở dưới đó không? Mau trả lời đi. Lão già, chúng ta nhất định phải tìm người xuống đó coi thử. Nhưng mà thôi để ngày mai đi, trời tối quá làm sao mà thấy đường, coi chừng mất mạng đó. Đúng vậy, đúng vậy, cũng chưa chắc là Dương công tử thật sự ở dưới đó hay không. Không có ai chịu xuống dưới hả? Vậy phải biết làm sao đây? Ta trọng thử 100 lượng vàng. Giờ sao? Thưa sư phụ. Đi đi. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe nói có người rơi xuống vách núi hả? Lý tiên sinh à, chú nhất định phải cứu con trai duy nhất của tôi. Tôi cầu xin chú đó, chú Lý à. Dương Nhiên Ngoại, xin đừng làm vậy. Để tôi leo xuống coi thử xem sao. Các chị từ từ thả dây ra, đợi khi nào tôi ném viên đá lên thì các người hãy kéo tôi nghe chưa? Được, chúng ta đã biết rồi. Ở trong xóm này có Lý Đại Thúc, cũng giống như là có vị thần hộ mệnh vậy đó. Đúng vậy. Anh cổng nhà tôi cũng đã được chú ấy cứu một lần rồi. Dương công tử à, tỉnh dậy đi. Chú Lý hả? Mau cứu tôi đi, cao quá hả? Cứu tôi đi chú Lý ơi. Đừng có vội, tôi sẽ kéo cậu lên ngay. Tìm thấy rồi, mọi người mau kéo lên đi. Con trai của tôi, coi như là tìm thấy con rồi. Trời ơi, con sợ chết lắm. Được rồi, đừng sợ, để cha dắt con về nha. A Phúc à, A Phúc. Tuy chú Lý thường ngày không có thích nổi bật, nhưng vì chú ấy là người chính trực, hết lòng giúp người, nên rất được mọi người kính trọng. Về phương diện làm người, đây chính là sự thành công. Chú Lý thật vĩ đại ha. Vậy thì sau này tôi cũng muốn giống như chú Lý, là một người thành công như vậy. Cho nên định nghĩa về sự thành công không phải là tự sự giàu có ở bên ngoài hay quyền thế để phán đoán. Các con đã hiểu gì? Dạ con biết rồi. Nam mô.
Nam mô